Hello anh em, hôm nay kênh mình sẽ review bán con xe đạp đôi nha anh mọi người. Đó, mình sẽ quay toàn bộ chiếc xe đạp đôi cho mọi người cùng xem. Ok, xe này mình bán với giá 3 triệu mọi người. Mình sẽ bao ship toàn quốc luôn mọi người. Đó, giờ mình sẽ quay chi tiết từng món cho mọi người cùng xem. Và đây là tay số đó mọi người. Đó, vẫn còn nguyên nha mọi người. Sườn xe này sườn nhôm nha mọi người. Đây là số cái bên bên trái và bên phải mọi người. Đó, đồ đạc vẫn còn nguyên. Đó, đây là đùm dưới nha mọi người. Đùm phía trước, đây là đùm nhôm luôn nha mọi người. Ok, và mình đã lắp thêm một đèn nữa phía trước. Thắng là cũng còn zin hết nha mọi người. Đó, sườn này là sườn nhôm mọi người. Ok. Và sườn này là sườn nhôm mọi người. Mình sẽ quay từng chi tiết cho mọi người cùng xem. Các bạn nào cần thì liên hệ qua Zalo, mình sẽ để trên phần mô tả nha mọi người. Ok, đây là phía trước. Và đây là phần clip phía sau nha mọi người. Ok. Bây giờ mình sẽ thử clip cho mọi người cùng xem nha. Đó, đây là clip phía trước, bây giờ mình quay thử mọi người. Clip vẫn chạy ok nha mọi người. Và mình chỉ có một chiếc xe duy nhất thôi nha mọi người. Ok. Anh em nào cần thì liên hệ qua Zalo, mình sẽ ghi trên phần mô tả nha mọi người. Và mình sẽ thử từng chi tiết trong đây là cục hít nha mọi người. Mình thử những chi tiết trong chiếc xe coi chỗ nào là nhôm. Đó, sườn này là nhôm mọi người. Đó, và phía trước này là sắt cho mọi người, nó hít nè. Ok. Đó, đây là sắt cho mọi người. Sườn này là nhôm đây. Không hít. Đó, nó hít đó mọi người. Đó, chỉ hít cái cọng dây sắt là thôi nha. Ok. Trên này nó không hít nha mọi người. Đó. Ok. Sườn này cũng còn khá đẹp nha mọi người. Đó, chỗ này hít đây. Đây nó hít nó còn sắt nha mọi người. Và ở đây là không hề hít nha. Đó, ở đây nó hít sắt này nè. Hít những loại sắt này, này là không hít đây. Đó, đây là sắt. Đó, ở đây bằng sắt nha mọi người. Đây là không hít. Đó, ở đây hít cộng dây thắng đây. Không hề hít nha. Mình sẽ thử phía sau đây là nhôm đó mọi người. Và phía đây vẫn là nhôm. Đó, đây những cái sắt là hết đây. Ok. Đây sắt hết mọi người. Đây là toàn bộ chiếc xe mình đã quay cho mọi người cùng xem nha mọi người. Xe này mình bán với giá 3 triệu nha mọi người. Và mình sẽ bao ship toàn quốc nha mọi người. Đây đều bằng nhôm mọi người. Ok. Và cổ trước vẫn bằng nhôm luôn, không hết. Đó, chỗ này hết đây. Ở đây không hết nha mọi người. Đó. Ok. Chỗ này hết nha mọi người. Đó. Đây là sắt hết. Chỗ này không hề hết nha mọi người. Đó. Các bạn nào cần thì cứ xem video cho thật kỹ nha mọi người. Tại vì xe này rất là dài nha mọi người. Đó,
Đó, một hồi mình sẽ đo chiều dài của nó thử cho mọi người cùng xem. Đó, đây là chiều dài cây thước, mình sẽ đo từ từ cho mọi người cùng xem mọi người. Ok. Nó khoảng 2 mét 3 mấy mọi người. Đó, xe này rất là dài nha mọi người. Ok. Bây giờ mình sẽ kết thúc video tại đây nha mọi người. Anh em cần thì liên hệ Zalo mình sẽ để trên phần mô tả nha mọi người. Khi mà số điện thoại trên phần mô tả còn thì xe còn mọi người. Đó, khi mà số điện thoại trên phần mô tả mất thì xe mình cũng đã bán rồi mọi người. Bây giờ mình chào tạm biệt mọi người nha. Bye bye.